thật ra hắn cũng là không nắm chắc ba thái tây sẽ không giết hắn trước khi đại lục khảo bắt đầu tất cả hết thảy hắn cũng chỉ là đoán mà thôi mà sau khi chiến đấu bắt đầu ba thái tây trong tinh thần lực lượng phóng xuất ra kiệt định sát ý làm đường tàu suýt nữa sợ đến vỡ mật nhưng chính là như thế tiềm năng của hắn cũng bị siêu việt cực hẳn kích phát ra mới có đủ loại biểu hiện sau đó mà cho dù là thông qua đại lục khảo hắn cũng không cảm giác được chính mình có thể sống sót hay không trời biết ba thái tây có vi phạm hải thần ý chí đem chính mình đánh chết hay không đối với năng lực nhìn xem của mình rất rõ ràng cũng minh bạch tương lai chính mình nhất định có cơ hội đuổi kịp và vượt qua nàng bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết mình hai thân dù sao cũng là hư vô mờ mịt tồn tại thân là đại tế từ ba tế tây nếu vi phạm hải thần ý chí chưa hẳn sẽ như thế nào thế nhưng đường tam tiểu mệnh lại không còn sự thật chứng minh ba tay tây xấu như phỏng đoán của hắn ban tính thiện lương hơn nữa đối với hải thần sùng kính còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng sau khi bọn họ rời đi nguy cơ mang đến của đệ lục khảo của đường tam mới xem như chính thức ý nghĩa đã vượt qua thân thể không khỏe, đường tam đơn giản nằm ngã vào trên bờ cát, bãi cát mềm mại giống như cái đẹp mềm mại bình thường dễ chịu. Sau khi tới hải thần đảo, đây là hắn lần đầu tiên như thế buông lỏng, hắn là sự lệ khác rất quái chính thức thủ lĩnh. Ngày thường ở khoảng cách giữa những lúc tu luyện, các đồng bọn có thể buông lỏng đi nghỉ ngơi, nhưng hắn lại không được. Hắn phải vì tương lai mọi người cho đến sắp sửa đối diện với đủ loại khảo hạch tại hải thần đảo mò lo lắng bây giờ hết thể tình huống đều cũng tốt rồi chứ hắn tiểu vũ cùng chữ vinh vinh ra bốn người đồng bọn kia đều cũng đã thông qua khảo hạch đồng thời lực lượng của bọn họ cũng có thể đủ tương ứng tăng lên tới hơn 80 cấp vốn có để bát hồn hoàn làm sự lấy khăng thất quá trình thể lực lượng tiến vào hồn đấu la cảnh giới chỉ cần không phải gặp phải sống như ba tái tây cường đại như vậy đỉnh cấp đấu la ngoài ra thì bọn họ đủ để đối diện với tuyệt đại đa số nguy cơ có thể gặp phải cũng là chính thức có được cơ hội cùng với vũ hồn điện đấu một phen lực lượng tam ca ngươi không sao chứ chu trúc thanh cùng bạch trầm hương chạy tới tình cảnh lúc trước các nàng đều thấy rõ chỉ có điều cuối cùng đường tam cùng với hải thần Đấu là ba tế tên nói chuyện với nhau lúc đó có ý kiềm chế âm thanh của mình không để cho các nàng nghe được mắt thấy đường tam nằm ngã vào trên bờ cát hai nữ vội vàng đã chạy tới đường tam cũng không đứng dậy hắn hiện tại rất mệt mỏi Yên tâm đi, ta không sao, để lục khảo mọi người xem như không qua. Ta nghỉ một lát thôi, chúc thanh mộc bạch bọn họ sau khi trở về. Ngươi để cho bọn họ trực tiếp bắt đầu hấp thụ hồn hoàn thông qua toàn bộ khảo hạch được thần ban cho. Để cho Vinh Vinh cùng nhanh chóng nghỉ ngơi. Ba tế tê tiền bối nói, chúng ta để thất khảo sắp sửa tiến hành trong vòng 7 ngày. Nói xong đường tạm cũng đã không chịu được cảm giác mệt mỏi, mơ mơ màng, màng màng mà ngủ. Giấc ngủ này hắn ngủ vô cùng say, thì chung cũng không có mời quấy say hắn. Giấc ngủ màng sửa không phải phương pháp khôi phục hồn lực tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối là biện pháp khôi phục tinh thần lực lượng thật tốt. Giấc ngủ này của đường Tam, ngủ đủ hai ngày hai đêm, thăng đến ngày thứ ba giữa trưa mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, có lẽ bởi vì đã ngủ được lâu lắm, đường Tam cảm giác được có chút hỗn loạn, nhưng cảm giác đau đầu như là muốn vỡ tung sau khi ngủ lúc trước đã biến mất, trong cơ thể hồn lực cũng đã toàn bộ khôi phục bình thường dưới đầu giống như gối lên trên cái gì mềm mại mà trần ngập có giãn theo bản năng muốn ngẩng đầu nhưng lại đụng vào hai quả núi càng thêm mềm mại Ca, à, ngươi tỉnh rồi sao? Đúng một chữ ca xưng hồ với đường tam trong sự lễ khăng thất quá chỉ có một người. Không cần nhìn hắn cũng là biết là ai. Cảm giác khi nãy cùng với âm thanh liên tướng. Không khó biết rằng vừa rồi chính mình đụng phải chỗ nào. Đường tam mặc dù là chân chính sử nam. Nhưng cùng với đới mọc bạch áo tư tạp mã hồng tuấn ba người này. Tiên giao hòa ở cùng một chỗ lăn lộn lồ như vậy. Mưa sầm thấm rất, ít nhiều gì cũng là rõ ràng một ít chuyện nam nữ. Tiểu vũ ngươi ở bên ngoài ra sao? Hắn chỉ tự nhiên là nhìn linh hồn của tiểu vũ. Tiểu vũ lúc trước vẫn khòm lưng cúi đầu nhìn đường tam, mới bị đường tam ngẩng đầu lên đụng phải chỗ nhạy cảm. Lúc này thì nàng đã ngồi thẳng thân thể đỡ đường tam ngồi lên. Ngươi ngủ lâu như vậy, ta đi hít thở không khí. Nơi này cũng không có giường cùng với gối đầu. Ta giúp người cũng có thể cho người ngủ cần phải thoải mái một chút. Không thể nghi ngờ, đường tam lúc trước cảm nhận được cái kia dễ chịu gối đầu chính là cái đùi vô cùng thon dài của tiểu vũ. Tiểu Tam tỉnh rồi, không biết là ai kêu một tiếng, xông xa một chút, tất cả mọi người xông tới không thiếu một người. Nhưng mà bọn họ nhìn đường Tam với ánh mắt nhưng lại cảm hắn cảm thấy có chút xa lạ. Trong ánh mắt dĩ nhiên cũng tràn ngập phẫn nộ của mối mãnh liệt bất mãn. Các ngươi đây là như thế nào? Đường Tam không hiểu cho nên hỏi. Luôn luôn thích vui cười, áo tu tạp lúc này về mặt cũng là nghiêm túc. Tiểu Tam ngươi xem như tỉnh rồi, chúng ta cũng nên tính sổ đi đó tính sổ tính nợ gì vậy? Đường Tam nhíu mày hỏi. Áo Tô Tạp nói là tính sổ chuyện người không tín nhiệm đồng bọn. Đường Tam cười khổ nói tiểu áo người sốt rồi sao như thế nào lại nói mê sáng lời này của người căn cứ vào đầu mà nói vậy áo tư tạp tức giận nói tình sẽ đi tiểu tam người cũng đừng theo chúng ta xả bộ hồ đồ mặc dù chúng ta cũng không thông minh như người nhưng chúng ta mọi người cũng không phải là kẻ ngu nghe chu trúc thanh cùng với hương hương miêu tả trận chiến của người cùng với ba tái tây chúng ta nếu như còn không hiểu sao làm huynh đệ của người được chứ thẳng thắn mà nói người có phải hay không ngay từ đầu đã lập kế hoạch liền quyết định một mình đối diện với ba tái tây Đường Tam nghẹn lời, ba tay tay đáp ứng hắn sự bí mật, nhưng bị các đồng bọn đã nhìn ra, này thật sự là làm hắn bất đắc sĩ, đến lúc này cũng chỉ có thể xả ngu. Kéo áo, ngươi nói cái gì đấy, ngươi cho ta là ai, mặc dù ta tự nhận thiên phú không tồi, nhưng vẫn còn không tự đại đến mức cho rằng mình có thể có trình độ của một vị đỉnh cấp đố lao chống lại. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý một mình đối diện với ba tay tay sao, các ngươi đừng quên, Cao hai của ta và hải thần cứu khảo, lúc ấy chúng ta mọi người đồng thời chạy, nhưng khi thức của ba tế tề lại thủy chung tập trung trên người của ta, hiện nhiên là coi ta như là mục tiêu hàng đầu, ta ngược lại là muốn chạy đi ra ngoài đấy, ta cũng muốn chạy trốn mới được, bị cấp bằng thượng lực như nàng tập trung, nếu ta không có vô địch kim thân hộ thể, các người đã không còn thấy được ta. Chu Trúc Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nói, hai thân đấu là lực lượng hiện tại thật sự đáng sợ. Nàng tận mắt thấy tình cảnh của bà tại đây một cái tát đem đường tạm đánh vào trong hoàn hình hải, lại một trường làm hoàn hình hải chầm xuống. Đó quả thực chính là thiên địa trì lực. Thật sao tiểu tam, ngươi không phải là che giấu đi chứ? Bên cạnh đứa mộc bạch cũng mở miệng Đường tam nghiêm mặt nói Đối lao đái ngươi còn không hiểu tại sao chứ Ta lúc nào nói qua lời nói nói dối đây Xem như chúng ta đồng lòng hợp lực Cũng không nhất định có thể thông qua đại lục kháo Hoặc chỉ là ta một người gánh chịu Ta nếu lựa chọn một trận một Đó chính là uống rượu độc giải khát Lại nói tiếp Lần này thành phần vận khí chiếm tỷ lệ rất lớn Nếu không phải đánh hải thần thất thánh trụ Thủ hộ đấu là tại trước hải thần điện bị ta lợi dụng Chúng ta đây chỉ sợ cũng thật sự thất bại ta cơ hội có thể khẳng định ba thái thế thu thập xong ta lúc sau có thể dễ dàng đem bọn người bắt trở về đế mong bạch lúc này gật gật đầu nói vậy được rồi chúng ta tạm thời tin tưởng người nhưng mà tiểu tam người phải nhớ kỹ chúng ta huynh đệ là nhất thể gặp phải cái gì nguy hiểm cũng không phải chuyện riêng của người người nếu như thật sự lấy hy sinh của chính mình làm đại giới đánh đổi lấy an toàn của chúng ta những huynh đệ chúng ta đây đệ sẽ là không chịu được người hiểu chứ Đường Tam khẩn thiết nói, chúng ta là hoàn toàn có thể đem sau lưng của mình phó thác cho đối phương thay chân huynh đệ. Ý tứ của người ta hiểu, hừ, được rồi. Vinh Vinh Tiểu Vũ, chúng ta đã thất khảo nội dung là cái gì? Ba Tây tê, tê tiền bối nói cho chúng ta trong vòng 7 ngày phải đi tiến hành khảo hạch đấy. Rốt cuồng xem như lừa dối vượt qua kiểm tra, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn không dám lại tiếp tục thảo luận nữa. Vạn nhất lộ điểm sơ hở, xem sang các đồng bạn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu vũ sắc mặt bình tĩnh yên nặng nói, đừng hỏi ta, Khao hạch của ta chỉ là đi theo người cũng không có nội dung nhắc nhở. Chữ Vinh Vinh tò mò nói, tam ca ta cũng là muốn hỏi người đây, của ta để thất khảo, nội dung biểu hiện là trợ giúp đường tam hoàn thành đệ thất khảo hạch, người mau nhìn xem. Nghe các nàng như thế vừa nói, đường tam chính mình nổi hứng tò mò, vội vàng đem tinh thần lực lượng ngưng tụ tập trung đến lạc ấn tam xoa kích. Cả đường ngày một hồi lâu, dưới ánh mắt của mọi người ẩn ẩn chăm chú, đường tam ngẩng đầu trầm giọng nói, hai thần đệ thất khảo, rút ra thần khí hải thần tam xoa kích. Nghe Đường Tam nói ra nội dung của đệ thất khảo của hắn, mọi người đều cũng an tĩnh lại, xem ánh mắt của hắn cũng mang theo mãnh liệt bất khả tư nghĩ, khó tin, thân khí rút ra tạm xóa kích của hải thân, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mười chữa, nhưng đề đại biểu cho ý nghĩa gì. Mã Hồng Tuấn nói ra nghi hùng hoặc ở trong lòng mọi người. Tam ca hải thần kiều khảo của người sẽ không thật sự muốn người trở thành hải thần chứ. Thần khí này là vũ khí thần sử dụng đó. Tuy rằng đường Tam sớm đã đoán được một vài thứ, nhưng chuyện tới trước mắt hắn vẫn là không nhịn được trong lòng một trận kinh hoàng. Khó trách, khó trách mấy vị hải thần thất thánh chua thủ hộ đô la cho đến ba tay tây đều nói qua. Trước và sau lục khảo khao hạch lại trở lên trên không giống nhau. Xem ra chính mình suy đoán là chính xác. Những lúc như thế này, làm đại cả đứa mộc bạch biểu hiện ra vẻ trầm ổn, chúng ta chứ không nên suy nghĩ quá nhiều, cùng tiểu tam chân chính nếm thử đệ thất khảo rồi hãy nói, bất luận như thế nào, đệ thất khảo này đều là sự việc quan trọng. Áo à, tư tạp nói, bây giờ là tối trong yếu chính là, sau khi tam sở kinh rút ra, là thuộc về sở hữu của tiểu tam hay vẫn chỉ là một cái khảo hạch, dựa theo chúng ta trên hải thần đảo biết được, hải thần tam sở kích hẳn là thần khí chân chính, nếu có thể lấy được món đồ chơi này, vũ hồn điện còn có cái gì đáng sợ đây đường tham nói mộc bạch nói rất đúng bất luận khảo hạch này có ý nghĩa như thế nào đều phải thông qua mới có thể rõ ràng trước hết không nên có hy vọng xa vời nếu không một khi chúng ta đoán sai thất vọng sẽ lớn hơn nữa Áo tư tạm hạ giọng nói, chúng ta bảy người đã có bốn người hoàn thành xong khảo hạch. Sau khi cùng tiểu tam thông qua để thất khảo, Vinh Vinh cũng là hoàn thành xong. Chúng ta có phải nên cân nhắc một chút, chuyện làm thế nào rời khỏi nơi này? Tiểu tam ngươi cho chúng ta hỏi một cái. Ngay đó cùng với hải thần đấu là bà Tây Tây đánh một trận cảm thụ ra sao? Trúc Thanh dù sao cũng là bằng quang. Mao Su nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng nàng không có chân chính cảm nhận được. Khẳng định không cách nào cảm nhận được lực lượng chân chính của bà Tây Tây. Ngươi có cảm giác được sau khi ngươi hoàn thành xong chín khảo hạch này, bằng vào lực lượng của chúng ta bảy người có thể sờ đi nơi này hay không? Nhìn bộ dáng lén lút của áo tu tạp mọi người không khỏi toát giả vẻ tươi cười. Chỉ có sắc mặt của đường tam có vẻ có chút nghiêm trọng nghiêm mặt nói. Trước khi tới nơi này, chúng ta phòng trừng vẫn là không đủ. Tuy rằng trong lòng đoàn hải thần đấu là ba tê tê thực lực phỏng đoán chóng chừng rất cao. Nhưng thật sự sau khi đối mặt với nàng, ta mới hiểu được chúng ta cùng với nàng trong đó chênh lệch lớn đến dường nào. 99 cấp phong hào đô la thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Theo cách nhìn của ta, năng đã cùng với thần không có gì khác nhau. Nếu là bằng vào lực lượng mà nói, sợ rằng chúng ta dù có tu luyện đến phong hào đô la trở lên cũng là tuyệt đối không có thể nào. Một câu nói cuối cùng hắn nói như chém ninh chân sắt. Mọi người nhìn nhau, Mã Hồng Tuấn không nhìn được nói, không thể nào tam ca, nàng cho dù lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi, nếu như đạt tới phong hào đúng là tu vi, băng pha 10 vạn năm hồn hoàn nhiều như vậy, chẳng lẽ còn sợ nàng sao? Đường Tam thở dài một hơi rồi nói, người không hiểu rõ ta cũng là nói không biết sau khi tự mình đạt tới phong hào đúng là cấp bậc thực lực lại tăng lên tới trình độ nào, thế nhưng ta có thể khẳng định nó cho người, lấy lực lượng của ta bây giờ, nếu nói cùng với nàng lấy cứng đối cứng, chỉ cần một lần vào chạm, nàng là có thể dễ dàng đánh cho ta tan xương nát thịt ta có thể thông qua đệ lục khảo bằng vào hoàn toàn là tính toán cùng với vận khí mà không phải lực lượng ba tại đây trong lúc cùng với tao đối chiến đã bị đồng đảo hạn chế nếu như nói nàng toàn lực phát huy tuyệt đối có thể chỉ cần nhất chiều là hủy diệt toàn bộ thành thị nếu nói nàng mở ra lĩnh vực của mình như vậy chúng ta không ai có thể từ trong đó rãy rúa bởi như vậy chúng ta muốn rời khỏi đảo hải thần quyết không thể nào là liều lĩnh xông vào bây giờ chỉ là hy vọng ta suy đoán là chính xác sau khi rút ra hải thần tam xoa kích hết thể nên thấy rõ ràng nếu không như mong muốn như vậy tập thể chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này tu luyện thẳng đến có một ngày mà mọi người thực lực đều cùng thăng lên tới ngoài 95 cấp, có lẽ vẫn còn có cơ hội rời đi, hoặc là hai cái vũ hồn của ta đều cũng đạt tới chín hoàn, hơn nữa dưới tình huống hồn cốt đầy đủ hết, vẫn còn có thể có lực lượng để liều mạng. Lúc đang nói những lời này, đường tam trong đầu không khỏi hiện ra lúc ba tay tay công kích mình ngửa tay nằm mây, lật tay làm mưa dễ dàng thoải mái, chia nhẹ nhàng công kích, dưới tình huống không sử dụng vũ hồn. Chỉ cần một kích là có thể đem chính mình đã kích không còn chút lực hoàn thủ. Nếu không có kỹ năng biến thái vô địch kim thân loại này tồn tại, sợ so rằng chỉ cần một trường liền có thể lấy đi tính mạng của mình. Tại trước mà thực lực cấp bậc của nàng, cho dù là thân thể của chính mình là do vàng đúc mà thành, cũng sẽ bị một cái tát chém thành từng mảnh nhỏ. Đường tam rõ ràng, sau khi đế mộc bạch áo tư tạp cùng với mã hồng tuấn ba người đạt tới hồn đấu la cảnh giới, có chút tin tưởng có thể báo phát, chính mình phải nhắc nhở bọn họ mới được. Quả nhiên nghe xong lời nói của Đường Tam, mọi người trên mặt thần sắc đều có chút trở lên trên ngừng trong hẳn lên. Giữa sự liên tục khen thưởng, nếu mọc bạch hồn lực đã đạt tới 83 cấp nói, thực lực mạnh chính là đạo lý, không nên lãng phí thời gian, mọi người bắt đầu tu luyện đi. Tiểu Tam người nhất định phải rút sang Hải Thần Tam Sơ Kích. Đường Tam lại nghỉ ngờ suốt 3 ngày, không chỉ là phí để cho thân thể của mình, tinh thần lực lượng của mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hắn cuối cùng là muốn sau khi mình tới đảo Hải Thần suy nghĩ một lần, đến sáng sớm ngày thứ sáu, sau khi thông qua đại lục kháo, hắn mới mang theo chữ vinh vinh của bối tiểu vũ bước lên trên bậc thềm của Hải Thần Điện. Khi bọn hắn leo lên trên tới một một bậc thang, lúc đi tới trước Hải Thần Điện to lớn, Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ đấu là đã đứng ở nơi đó, cùng đợi bọn hắn, dường như sớm đã liệu đến bọn họ hôm nay sẽ đến. Hải Long Đấu La đứng ở giữa, sau vi Hải Đấu La lúc này phân biệt đứng ở hai bên. Đường ta mang theo hai nữ đi tới trước mặt của Hải Long Đấu La dừng bước, có chân khòm người nói, ra mắt các vị tiền bối. Hải Long đố La thân hình hơi nghiêng, không nhận lễ số của hắn, nhìn hắn trong ánh mắt mang theo mấy phần tâm tình phức tạp. Ba vị mở đi theo ta, nói xong thì hắn dẫn đầu xoay người chạy vào trong hải thần điện.